Bài tập số 3. Cho 10 gram kim loại R hóa trị 2 tác dụng với nước dư thu được 5,6 lít hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Tìm kim loại R. Rồi xin mời Nam Hải ra tay nào. R cộng R cộng với H2. hai thành giờ OH 2 lần cộng H2 Sao này... à, R cộng OH2 H2 lần à? H2O chứ. Rồi. Số này là cộng với H2. O2. Ok. À, bạn đọc ra canxi rồi. Cân bằng nào. Cân bằng đi. 2221 à? Có nhầm không đấy? Không phải này. Một hai một hai. Ừ. 1212 rồi, tiếp. Một hai một hai 1212, 2 và hero nữa à? Thế thì không vẫn chưa bằng. Chứ bằng hero bên này 2 x 2 là 4 cộng 2 là 6, bên kia mới có 4 thôi. Một hai một một thực quản Đúng rồi. Trời ơi, lâu quá không làm hay sao ấy? Quên. Tiếp nào. R của H2 bằng 5,6. H2 bằng 5,6 chia 2,4 đúng không? Ta dùng luôn cái này đi. 0,25 mol rồi. Em vừa bị lag quá. Ừ, rồi, không sao. Nghe không cô? Không, không nghe được gì. Theo một, ai nhầm? Đúng rồi, theo một. Suy ra n của r bằng n của h2. M lớn của r bằng. Bằng m nhỏ chia n nhỏ đúng 10 không? 10 chia 0,25 bằng 40. Không phẩy 25 bằng 40.
suy ra R kali. R là gì? Canxi. À, đúng rồi, canxi. Nọc nó cũng ra rồi đúng không? Chỗ này đơn vị là gam trên mol. Thế ở đây thì để cho nó chặt chẽ thì các bạn phải thêm cho cô cái R là nó phải là MR nó phải là lớn hơn 0 đúng không? Nếu mà nó âm thì chắc chắn là không được. Thì cái này tại sao bây giờ cô mới nói? Tại vì là đến lúc mà các bạn vào trong cái phần học đề khó, giải các đề khó của thi học sinh giỏi ấy, thì nó sẽ không phải bài nào nó cũng ra chân tuần tuần thế này đâu. Ta phải biện luận. Mà muốn biện luận được thì phải có cái điều kiện nó chặt chẽ ta mới được biện luận được. Thế do đó là cái này thì các bạn sẽ phải thêm cho cô là cái M của R. Nó phải là lớn hơn không? Nhỏ hơn bao nhiêu đấy. Thế nhưng mà cái này ta cứ tạm thời như thế đi. Rồi, cảm ơn Nam Hải.